qua đoạn đẹp hơn mới quay. Đông cao tầng thế cho nó gọn. Của mình này nhưng nhà nhiều. Trong tất cả nhà cao tầng ở nước ngoài họ đều là có một loại cây hết, xong rồi đồng đến cái nhà cao tầng tự. Ừ. Nhưng mình là lại cứ phô ra đường luôn, à. Không có hành lang cây xanh. À, đỡ. Nói tiếng ồn hơn. Không thể không minh bằng ạ. Đúng không? Quay đỡ bụi, đỡ tiếng ồn. Mà hạ kính xuống.